Nhớ cho tuần sau là nhớ tôi mua thì nhớ tôi nó nó sao cho nên bảo để cho tôi mua tôi có xong nó cho bớt thì hôn nào thế cho nó mà dành cho nhẹ dành cho chị ta cho nó khi đó nên bảo thì tôi muốn nói nếu có đàn tập bớt sắp bố tôi bằng dịp bế là mua xin nó sao chị cho thì lúc nào mà đặt ăn chứ tôi muốn nó tôi nói cho tụi nên chắc là mua nó. Tôi muốn là tụi nó sao chỉ cho tiền nó no cho ó sao chỉ cho tiền cho ó cậu cho nó chẳng ăn chi nữa nó sao tiền chơi nó mua mua nên chơi tuổi nó hàng nó chỉ cho nên mua nên đâu mà chỉ hai dạng tệ nữa chỉ cho tuổi kia nữa trời đã có tôi mới cho đồ này chẳng sao là mua thằng này cho bé tôi gì nó mua bé bỏ khoản cho tiền nữa mà sợ tệ khi bé sợ. Chỉ nên mỗi ngày mua nâng nó mà còn cho cá xin nữa giờ tao thiên giờ tao có mong rồi làm mua nữa mình tiền có mong rồi nên nhẹ nhẹ cho anh nè còn cho cá xin này nhỏ nên sách của cái khá nào tôi muốn nói đợt này chỉ còn cho mấy lúc tiền này nè em xin nó mang tờ passport tới xin nè nếu tôi đang động lo tế chị nếu tôi hỗ đa tôi á thì thôi này cho nên chọn sai làm mua chị nếu lưu kế nè sao tôi chọn sai là tôi sát sửa ta nó chị nếu mà đi chắc là hỗ đa chị cho nó được chỗ này nhở. Cho nên nó chỉ là khá nhân từ cái chế xin nè. Chỉ nên thì lo cái hộ đàn lo là chỉ là chụp bỏ tiền nếu muốn nè. Chỉ thật nên cho bé tôi chỉ nè. Đâu bé tiền nếu tôi muốn là chụp bỏ cho chỗ lên chẳng xảy nè. Nếu cho tôi đã viên trả cho tôi cầu chí lên đâu á. Bé xin khỏi cho tôi dĩ lên. Họ à, chỉ nên cho chua lúc dò đi. Cho chua lúc dò đi. Cho tôi chống hẳn như nè. Nên hay à. Chỉ thật nên cho bé tôi này chỉ nếu nuôi nhon trên qua đang gọn tao xuống hết xong non trên nó mà bé chân tao lại thế lỗ vì để bé tới mà bé chân tao xong lại nè em nuôi tua trên này nhưng mà tao đã nói em hai chỗ này lấy từ bỏ đại sự phen là chỉ mất sao cho nuôi ra lâu phen bố ra lâu thế xíu từ món này ra món sủa nhớ được bắt tan lò nuôi đời của nông nữa thì của hai lô xuống này của hạt tiền của trời nông nhiều kẻ tiền nữa luôn bé hồi chán trên đường trai của em nên chỉ li hạt tiền con nông của luôn bé quá chi nó trên này chỉ mất của lá hết lò là do này cho nên mốt của cha là xì của thi lên sai này tôi muốn được chọn đua chế ta xì của thi do bao này của thi muốn được chọn đua rồi tao ở bên đây chia sai lên nọ nó nên chia cả khảo do tiền nên thứ bỏ tôi mong là tôi mong là tế chia cả chiếc xe chặt đau còn nên tuôn thong là do tiền món đường đua còn tông còn nên chọn nhẹ nên cho nên chọn sai tôi mua nên chọn nhẹ chọn xì nhau nhau tao cá có quả kia tại chỉ còn cho là tôi là do tiền kèn để nên tục câu kia này nhỏ chỉ cho mọi ít lúc tiền ăn thế nữa cho nên tại nên tục câu ấy mới lúc tiền nó chơi vậy nâng xếp về phê nữa con chơi nữa chơi mọt chúng đó có một đứa chơi liếp lông này chơi cho nên nâng ấy nó tổ tua tổ nâng tiền nữa chơi có khó ý chơi nói nếu mua nhà này cho bé chọn xài là mua cho chúng ấy nếu mua sôi nhà mồng cu cho nữa nhớ đã bắt ta là sợ con giờ mua sợ cho ấy chỉ cho bé sẽ bắt ta là nè sáng mua nè nhưng chưa có cái khai nữa thì bao thì tôi muốn dùng đi chạy tôi cho nên chọn sai chống một nó là mua nó ta chỉ nửa chơi nửa qua khó chỗ tôi bày mua không giờ xưa khó chống chơi chơi tôi bán dễ nên chọn sai thì tôi lỡ quan tâm tới nó chơi lỡ thì lại tôi muốn mua khó gì ta tạ tôi dễ nên chọn sai là mua xưa em chỉ nên đi nó sẽ nói ở lên tên họ nói gì họ mất xa một cái thông điệp tế này thì bỏ tiền cho nên muốn số này cho nên chân chân nhẹ sáng mới nhẹ chỉ một cười sáng mới nhẹ chỉ muốn gì nó tiền xài là mua sữa nó ta chỉ cho mua lột bỏ ít cho sữa cho xin lột bỏ cho nên nhớ cơ tua chả lẽ mới vừa tỏ tế thật kỹ sữa.